Rồi Minh Tăng xin chào mọi người ha. Thì giấc này em dẫn hai đứa đi vô vườn hoa giấy ha mọi người. Rồi đi vô vài trong kìa. Để coi khi nào đẹp vô đi. Ừ. Wow, cái bộ này đẹp nè. Hôm nay cái bộ yếm ha. Màu đẹp ghê. Vô. Vô vô. Vô. Nắm tay. Nắm tay đủ. Nắm tay vô, nắm xuống, tay nhấc đóng vô. Cửa rồi chân đi. Nắm tay đi trong màn mưa. Hai đứa này chụp tấm hình nữa rồi. Hai đứa con đứng này nè. Quá đẹp rồi. Đứng này nè. Đứng cặp vô cái bò gạo nè. Yeah. Chích vô nó trống. Ừ. Đây là lần hai sa đéc. Nghịch tay. Lần đầu tiên đi luôn. Nghịch tay hả? Ừ. Ôm. Dạ. Ôm cho thuận tay mới được. Ôm đi. Giơ tay xin lên. Đúng rồi. Ừ, gì nữa? Ừ. Gì nữa? Ừ, vậy đó. Rồi. Rồi. Quá đẹp. Các bạn Zalo chú gửi qua cho nghe. Dạ. Hai đứa nhìn nhau cười chào không hổng. Vô vườn hoa mà không biết ngắm hoa gì chứ. Hai đứa này nó đâu mê hoa không? Màu này đẹp quá trời. Màu này đẹp quá. Có mê hoa không? Không. Ừ. Màu. Cái màu đó đẹp quá đẹp kìa. Màu này. Ừ. Chắc mắt à. Không có nhiều đâu. Hello. Hello Duy. Hello. Trời ơi, sao ra mở mắt lên đi. Mày muốn đi cắt mí. Trời nắng hả? Kiến vô hả? Rồi vậy vàng kia kìa nhóc chân kìa. Đi. Vô bây giờ lựa coi cái nào đẹp lựa chú Tân một cây chú Tân mua. Ừ. Không phải mua cho con đâu mà lựa. Đúng rồi, con tư vấn cho chú Tân đi thấy cái nào đẹp đó. Giấy này đẹp quá ha. Cái này được không? Thấy cái nào được? Nước không mà tôi. Mới mưa đó. Mì bên kia màu quá trời. Lúc bánh màu quá trời màu. Mì rất là đẹp quá trời. Gốc Mỹ. Rồi lấy gốc Mỹ với Mỹ. Ú, kìa anh Tân. Đó. Ừ, kìa đó mà đã. Đó mà đã, chùm chùm lắm kìa. Cái này không à, nếu mà cái bông này để thằng mấy ngày không đắng kìa, nó bông đắng đó. Thấy chưa? Tím đó. Ừ, tím đó. Bông tím. Cái này loại này nó không có lớn. Cái tím, cây tím thôi em mua đó. Ra ngoài lại đứng vàng qua mà cũng gỡ bông tay nữa. Trời ơi, chết thì chết. Dắt hai dắt đi rồi. Nắm tay dắt nắm tay nhau trên con đường hoa. Cổng đi, cổng đi. Nắm tay đàng hoàng, đưa ngón tay mé. Cổng. Chưa mé hơi. Mé. Ở điều kiện cho đi chơi mà không chịu. Rồi về tiếp, nói ngủ sao lại nhỏ quá. Có hai dịch máy mà đúng, 4-5 người giữ trời. Phè chết à, chết kìa nhóc nào. Buông cái nó chạy cái là không có đường kiếm đó. Trời, không chịu đẹp quá trời. Hai bé Bi và bé Di đi chơi làng hoa chơi đét nha quý vị chị. Đây là chỗ trồng hoa giấy. Rồi, đi vô hết rồi. Có đi đâu vậy? Bên này. Cái này. Lượm cây đắng kìa. Đó. Wow. Cái này mới đẹp nè. Thấy cây cuối này đẹp nè chứ. Đúng không? Không, này mới đẹp. Có cây đằng này nè. Cái chậu này. Này tao bán hết rồi nè. Này 7 màu rồi nè. 5 màu à. Ghế nó không đẹp. Hả? Ghế nó không đẹp. Chú Quang. Hả? Cái này nè. Ừ. Ghế nó không đẹp. Mấy cây này chú người ta sai bông mà. Sai bông. Đây là sai bông nè. Cái đất con mèo à. Đây nè, cái này nè, cái này nè. Cái cây đó cũng hai ba màu, y chang cây bên đây. Ủa sao cái này nó quấn vô hả? Nó bỏ nước khô gan bông ớn hồn không? Sao sống? Sống sống. Nhà tao cũng có không làm kiển đó. Không.
Để khu gan cũng sống hả? Mấy này không có gì đâu mà sợ. Dễ trồng. Ừ. Hai đứa giờ đó đứng chụp bộ hình hết rồi. Đứng bên hai bên. Đứa đứng bên. Đứa đứng bên. Để chú chụp hình để chú gửi ra chú về cho. Ừ. Chích vô á. Chích vô. Chích vô. Chích vô. Thôi đừng chích. Bi xích qua đây nè. Di á, Di xích qua Bi á, xích nữa. Quá đẹp. Câu vô mới nó gửi hình qua làm hình nền được. Ừ, cự lên. Nghiêng cái đầu vô. Bé ra tao chửi chết. Đừng đứng bé mà cầm làm bộ mình cầm hơi tặng. Xích vô chút. Ừ. Bi đứng xích qua này chút xíu, nghiêng mặt qua. Rồi đứng. Bi cầm. Cái này giống như diễn viên điện ảnh. Thử thôi không? Trời. Thử tao đây vừa thôi. Bỏ thử. Thử đi vừa ai nghe sập cái lỗ mũi. Trộn vô nhột lỗ mũi rồi. Đây nè, thử. Đi ra ngoài thôi. Ai vừa đó, không có chậm cái lỗ mũi luôn. Đi nè, đi dài ra nè. Đi. Không, hấp đứt. Bông tàn bự không trời? Bông này bự nè. Bông này là loại mới nè. Nói sao nó có những gì nè. Có cái loại này bông cao á. Giấy cao á ha. Nè. Giấy đó là làm cổng á. Ừ. Giấy làm cổng. Trồng làm cổng. Ừ. Đi. Đi dài ra nè. Kìa, mấy cây đó mới sướng kìa. Đi nè, đi lùn như xe nó quay đẹp á. Đi qua đây nè. Ê, ngu rồi đâu. Chút xíu nó lại. Dài lắm dài nha. Dế gì lúc nào không gai. Bên đây nghe tay. Cái này ghế đẹp ha. Cây đó có mà trắng là không? Này đẹp. Để hít luôn đi. Tàn cho nè Quang ơi. Hốt đi. Bự quá à, khó chở gì lắm. Đâu có em chở muôn cây hói. Nhảy xịu chứ đâu có nặng. Không cứng. Nó buộc dây chị vậy đó. Đi cái gì? Cây này với cây đó đó. Màu tím. Rồi giờ cho em. Đã đó. Cami. Chị ngồi. Đâu? Nãy gì chứ? Tôi tán một tay. Đang quay phim nè. Giỡn gì mới vui chứ, tự nhiên không? Kìa, hỏi cô coi giá làm sao? Hỏi rồi nè. 1.500.000 cây. Hồ, mắc lắm. Đi rửa chân. Rửa ngoài kia, xuống ra ngoài đó rửa. Dương ý. Cái chỗ người ta đang rửa. Đi dọc nước nữa chưa? Thôi đi lại châu cũ đi Quang ơi. Châu cũ dễ mua rẻ. Là châu cũ á. Ừ. Hai tiệm hai bên đó. Rẻ mà dễ mua. Gì? Cái gì? Chỗ ở đây là cơ sở 10 nha. Mình nó mua chồng nó thiệt cái đó. Nó bốc ở vườn nhà mình bốc đâu đi. Thôi đi vô trong kia đi. Các
làm gì? Chiều về cái lá kìm cắt cục này cái nữa ha. Nghĩ lên luôn. Quốc mày bật tay bây giờ. Hai đứa gần nhau là vậy ha. Hai đứa gần nhau phải vuốt ve âu yếm nè. Đi nè. Áo bên trong mặt được. Thấy thấy cái được. Thấy. Đó hết rồi. Thôi, yên yên đi. Mặc đi. Đó hết trơn. Không rồi, hai đứa không cái. Không đi. Không má cái. Không. Đi không cái. Không kiểu gì? Quên đi không hay là đi chứ đi không. Không má là sao? Không đi thôi giờ đây nè. Té cái con này đứng đằng quen. Đều chứ không có em. Bình thường thôi, có gì đâu, phải không? Đó, có gì đâu. Bệnh hơi chứ không? Rồi, chào ông giả đi. Chào tất cả mọi người.